Chào hai người đẹp. Hai người đẹp mặc áo đỏ không ha? Hello, xin chào. Đây là Nguyên nhóm mặc đồ đen nè bà con. Nè, nãy thấy tôi chào nè, bây giờ lại tôi quay cận luôn nè. Vậy là vậy có like là phải chia kinh phí phải không? Bây giờ mà không bắt chia kinh phí nhưng mà bắt về quản lý kinh phí luôn được không? Không có quay tiếp đó không cho tôi quay ké chứ nè. Hả? À? Hồng Nhung cho Facebook là Hồng Nhung luôn. Mà cho Facebook là Hồng Nhung nhưng mà kêu bằng chú là thấy hơi buồn rồi đó. Rồi vô tình tôi quay dính khoảnh khắc luôn rồi nè. Nãy giờ bị quay lén hay chưa? Động cơ này động cơ hai thì phải không anh? Hai thì. Đúng rồi, đây là cánh quạt. Ồ, cái cánh quạt nó dày quá ha. Gió Phương Nam xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Cái clip hồi sáng mà Gió Phương Nam gửi đến quý cô chú á, là khinh khí cầu chưa có bay được. Lý do là nhất đó là gió nhiều quá nên là tạm ngưng lại. Chiều nay là khoảng 15 giờ 30 phút là sẽ tiếp tục cho khinh khí cầu bay lên trên không. Nhưng mà hiện tại mình không biết là khinh khí cầu có bay được hay không. Hiện tại bây giờ gió cũng mình thấy cũng rất là to luôn. Và mình tiếp tục dùng cái thẻ quyền lực này, cái thẻ báo chí để đi vào bên trong. Hy vọng có cái thẻ này mình sẽ dễ hoạt động hơn, mình sẽ dễ quay clip hơn. Rồi bây giờ mời mọi người cùng mình đi vào phía bên trong. Phía sau mình là cái khu vực dãy núi đá, cái dãy vách đá đầu voi á mọi người, là núi Cô Tô hay còn gọi là Phụng Hoàng Sơn. Rồi không nói nhiều nữa, bây giờ mời quý cô chú cùng mình đi vào trong nha. Hồi sáng lúc mình về á, là cái đoạn đường này kẹt xe cứng luôn mọi người. Xe ô tô là xe hai bánh mình là kẹt cứng luôn. Đi chỉ lăn bánh được chút chút thôi. Cái đoạn đường mà đi vào khu vực diễn ra lễ hội đây. Giờ này mình thấy còn đông hơn lúc sáng rất là nhiều. Hiện tại bây giờ lực lượng chức năng là không có cho xe hai bánh đi vào trong nữa. Mà tới đây, tới chỗ này là sẽ rẽ vào phía bên đây để đậu xe và gửi xe. Đây, còn ở đây thì để cho bà con mình tự do đi lại, đi bộ. Ở đây rất là khó bay lai cam ha. Mọi người thấy cái trước mắt mình có cái xe của quân đội á. Đây. Xe của quân đội phá sóng lai cam á mọi người. Nên là rất là khó bay lai cam. Hồi sáng là mình nhờ có cái thẻ báo chí là mình mới có thể là bay được. Nhưng mà cũng rất là khó điều khiển luôn. Đây là cái đường chính đi vào. Chào mấy người đẹp nha. Đi chơi mấy đứa. Rồi. Chúc đi chơi vui vẻ nha. Đi sau lưng mình nãy giờ á. Đây, hồi sáng mình không có quay được mấy khung cảnh bà con mình buôn bán phía bên ngoài. Lý do là mình đi rất là sớm, 6 giờ là mình đi nên bà con mình chưa có dọn ra nữa. Giờ này là hơi dọn ra rất là nhiều nè mọi người. Đây nè, anh chị bán bánh tráng nướng cà na nữa kìa. Mình qua đây mình quay cho mọi người coi cà na nè mọi người. Đây bánh tráng nướng. Một cái như vậy là bao nhiêu tiền anh? Một cái 15 ngàn bánh tráng nướng. Rồi mọi người thấy cái không khí đi chơi lễ hội ha. Thì có ai thích ăn cái gì cứ ghé vào mua ăn. Và bây giờ mình tiếp tục đi vào phía trong đi. Thank you.
Đây là kem cuộn. Kem cuộn à, bán dài dài đây. Bán mắt kính luôn nè mọi người. Và những cái trò chơi phóng phi tiêu, bể bong bóng, để trúng được những cái con thú nhồi bông. Đây là những con thú nhồi bông được trúng đây. Bây giờ không nói dông dài, mình sẽ tiến chân vào trong nhanh lên. Hình như là giờ này sắp diễn ra cái tinh khí cầu. Tinh khí cầu là sắp bay rồi. Đủ loại bánh. Bà con mình tập trung rất là đông luôn kìa. Hàng hàng luôn. Ở đây xa quá mình không quay cho mọi người xem được. Đó, có bán nước mía nè, nước ướp lạnh nè. Những cái tủ như thế này. Bà con mình đi chơi khát nước thì cứ ghé vào đây uống. Mua uống. Hôm nay rất là đông các du khách đến từ các tỉnh, nên là xe ô tô đậu rất là nhiều luôn mọi người. Đây có bán nón luôn. Đi chơi thì nắng quá thì mua nón đội vào. Bán đủ thứ đồ ăn hết ha. Những cái quà lưu niệm nữa nè. Mọi người thấy giờ này người ta ồ ạt về săn lễ đông không? Mặc dù là trời rất là nắng, nắng chang chang luôn, nắng mà không thể nào mà diễn tả được luôn bà con ơi. Đây mình đã tới được cái khu, một cái cánh cổng để đi vào bên săn lễ. Thôi bây giờ mình sẽ đi vào trong thôi. Ở khu vực lễ mọi người bắt nhạc rất là nhiều luôn. Không biết là mình có bị dính bản quyền không. Clip trước mình đăng rồi đó, nhưng mà mình chưa biết như thế nào. Nghe đâu là giờ này là còn gió nhiều quá, nên là khinh khí cầu chưa có được bay nữa mọi người. Bà con mình thì tập trung ở săn lễ rất là đông để trông chờ vào những khoảnh khắc mà khinh khí cầu bay lên trên không ha. Nhưng mà do gió quá còn hơi chậm trễ, chưa thể nào bay được. Vậy là theo yêu cầu cho lên luôn ha. Cho lên clip luôn. Hình như là cũng là YouTuber nữa phải không? Thấy nãy kêu quay đi rồi nữa đưa tôi đăng. Đây bà con mình bây giờ là thật sự là đang tập trung rất là đông rồi. Ước lượng khoảng mấy ngàn người ha, mà nhưng mà chưa có bay được do gió bà con. Gió to quá. Nghe nói là khinh khí cầu chiều nay gió quá rồi, hồi nãy là mới vừa khà lửa nó bị cháy lỗ bà con, nên là không có bay lên được, giờ đang giá nữa. Ai rồi xin chào mấy anh em. Mấy anh em vui tính gặp mình quay cái bắt đầu giơ tay chào. Bà con mình đang rất là đông luôn, nhưng mà đang chờ mấy cái giây phút để được chiêm ngưỡng lần đầu tiên khinh khí cầu bay ở An Giang, nhưng mà hồi sáng tới bây giờ là chưa thấy cái khoảnh khắc đó luôn. Đây bà con thấy mình đi chơi. Chào hai người đẹp. Hai người đẹp mặc áo đỏ không ha. Giống như là mình mặc áo cặp, giống như là chị em song sinh luôn. Mọi người mặc áo đỏ luôn. Bây giờ mình sẽ đi dài dài lại đằng kia. Dài dài lại đằng kia xem như thế nào. Coi bà con mình cái này mong chờ của bà con mình như thế nào đây. Đây nè, rất đông rồi nè. Ước lượng là khoảng mấy ngàn người nha, chứ không ít đâu. Hồi nãy đi vô là kẹt xe cứng ngắc luôn đó bà con. Bà con mình đợi khá lâu rồi mà chưa cắt cánh được, chưa bay được. Bây giờ mình sẽ đi một vòng, mình quay cái lượng khán giả xem thôi, chứ giờ dù lượng hết quay được rồi. Ủa cái khinh khí cầu hết quay được rồi.
Nè, nãy thấy tôi chào nè, giờ lại tôi quay cận luôn nè. Rồi chào mấy đứa nha. Học lớp mấy rồi? Lớp 12. Hèn chi bởi nhìn thấy trẻ quá. Đây là nguyên nhóm bạn đi chung hay gì đây? Phải không? Này là nguyên nhóm đi chung phải không? Không ha, vậy là có ba đứa thôi ha. Đây mình sẽ đi dài dài lại phía đằng kia nữa bà con. Nó dài đằng kia quá đông luôn rồi. Không biết làm sao mà đi hết nữa. Dài dài ở đây mấy cây mắc cỡ rất là nhiều luôn, đi không khéo lạng quạng nó đâm chân chảy máu. Đây. Hello, xin chào. Đây là nguyên nhóm mặc đồ đen nè bà con. Hồi nãy đằng kia thấy hai em gái mặc đồ đỏ, giờ nguyên nhóm đây mặc đồ đen. Đây là mấy đứa bạn đi chung ha. Rồi sao thấy anh quay ngồi cười hoài đây? Thấy được lên hình luôn ha. Rồi em từ đâu đến mà đi coi đây. Long Xuyên hả? Như gần anh rồi. Anh ở trên Long Xuyên 15 cây. Gần kế bên luôn. Ở ngay thành phố Long Xuyên luôn em. Mình sẽ cố gắng đi được bao nhiêu thì đi ha. Còn nếu mà mình không đi được thì mình xuống dưới đây. Xuống dưới đây mình sẽ đi mình quay lên. Rồi. Dài dài bà con mình đang ngồi đợi cái giây phút được xem khinh khí cầu đây, nhưng mà không biết chừng nào mới xem. Nãy giờ chờ được khinh khí cầu bay chưa? Hỏi hai em gái nè. Thôi gán ngồi chờ tới 19 giờ xem luôn nha. Gió to quá. 19 giờ tối nay còn 3 chuyến ở quảng trường nữa. Ngoài kia 19 giờ tối nay 7 giờ tối bay ngoài quảng trường, bay thả qua đăng ở bằng kinh khí cầu luôn. Dạ ở ngoài quảng trường ngoài kia. Đâu ai tên Bình Minh đâu? Rồi chào con. Đâu đứa nào tên Bình Minh đâu? Con đó hả? Rồi con đến từ đâu? Giới thiệu cho khán giả coi. Nó nói cái gì không biết luôn. Giới thiệu đi. Chi Côn hả? Nào giờ mới nghe là Chi Côn đó nha. Đâu chụp hình tôi luôn nè. Vậy đó ha. Vậy là bữa nay quay con bé này mà khỏi cần phỏng vấn, có MC đẹp phỏng vấn giùm luôn rồi. Quá tốt rồi. Hỏi bé MC tên gì, bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa, nhà ở đâu. Thằng bé này nó mới nói cái gì nè, tự nguyện ấy lâu năm hả? Người ta chưa có người yêu mà giới thiệu với ấy lâu năm rồi. Em ở đâu em? Nhưng mà giờ là nhưng mà giờ đang nói chuyện với ai mà xưng bằng con nè. Anh đang quay kênh YouTube Gió Phương Nam ha. Bả kêu bằng xưng bằng con là về anh cắt clip bỏ đó nha. Gió Phương Nam. Vậy đó hả? Vậy là vậy có like là phải chia kinh phí phải không? Bây giờ mà không bắt chia kinh phí nhưng mà bắt về quản lý kinh phí luôn được không?
Hỏi câu khó trả lời quá hả? Thôi hẹn có duyên hẹn gặp lại ha. Biết đâu mai mốt sau này quản lý kinh phí của tôi sao tài. Của chú là gió phương Nam con. Ừ, gió. Ờ, có đăng ký rồi ha. Cảm ơn con nha. Mừng hết sức luôn, gặp được khán giả mừng hết sức luôn. Ừ. Đi 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 xem kinh khí cầu mà có gió phương Nam quay nữa, bởi vì bay bay đâu được đâu. Ờ, gió quá gió bay đâu được đâu. Rồi nhớ cho like nha con. Cảm ơn. Này nói gì nói lại cái coi. Gì? Sao nữa? Ồ, quá tốt. Quá tốt luôn. Subscribe luôn. Rồi nhớ nha con. Bé thằng bé kia nói gì con nhớ làm theo nha. Vậy hả? Anh nhớ là không có quay khúc em ăn. Ừ. Ờ, giờ quay lại sao? Ừ, lấy cây son thoa vô chút xíu đẹp lên liền à. Ủa anh nói chơi làm thiệt vậy đó hả? Thôi vậy làm cho khán giả ta coi luôn đi. Ôi ơi. Vậy đó ha. Chắc về tôi đưa lên hình đại diện luôn quá. À, bé mình kêu nó cái nó chơi nhưng mà làm thiệt luôn, kêu tha chút son cái tha thiệt luôn. Rồi quá đẹp luôn ha. Dạ có. Hồi hôm thì không biết, nhưng mà tối nay là bay khinh khí cầu thả qua đăng á. Dạ tối không có lên. Chờ người. Người bên đây mắc cỡ quá, giờ quay người bên kia chứ. Công trình ngồi mấy tiếng đồng hồ, giờ nản đi về rồi. Rồi em có đi về không hay là làm MC cho anh nè? Đi xuống dưới luôn ha, giờ đi vô trong kia chụp hình luôn ha. Hiện tại bây giờ chắc do lý do thời tiết là trời gió còn mạnh quá và tinh khí cầu, khinh khí cầu gặp rất là nhiều sự cố chưa cất cánh được, nên là cho những khán giả mình, những bà con mình đi vào cái khinh khí cầu kia để chụp ảnh check in thôi đó bà con. Đó, mọi người tập trung ở đây đi hướng cây cầu này để check in. Ê, cuối cùng thì mình cũng chưa thấy được cái khoảnh khắc mà khinh khí cầu bay lên trên không, ngoại trừ lúc hồi sáng bay được 2 mét chở những chú lãnh đạo bay lên để làm lễ thôi, chứ mình chưa thấy bay lên trên cao luôn. Cho mọi người vô đây chụp hình lưu niệm đây. Đi vào trong khinh khí cầu giống như hồi sáng mình vào vậy đó mọi người. Đang tạo dáng chụp hình thấy tôi quay cái chạy luôn. Người nào mà chạy là tôi theo hoài vậy đó. Vô đi, vô trong đi, chụp hình đi. Đây mấy bạn nữ đang check in lại cái khoảnh khắc được đi xem lễ hội, nhưng mà cái lễ hội mà chưa thấy ra cái lễ hội gì luôn. Mọi người đang tập trung vô cái sân để check in thôi. Sao kinh khí cầu nghỉ cho bay luôn hả anh? Gió hả? Gió bơm không lên luôn. Vậy là như vậy là mình tạm ngưng lại hay là mình nghỉ luôn rồi? À, bớt gió mình mới bắt đầu bay ha. Nên là tạm ngưng lại để cho bà con khán giả mình vô check in thôi. Chừng nào bớt gió lại thì sẽ cho bay.
mới hỏi mấy anh em kỹ thuật. Gió quá gió luôn. Cuối cùng mình chờ đợi từ sáng tới giờ cũng là uổng công bà con ơi. Gió to quá, khinh khí cầu không thể nào bay được. Chờ bớt gió mà mình thấy cái thời tiết này chắc không thể nào bớt gió được rồi. Đang quay ké mấy người đẹp luôn. Mấy bạn mình đang check in cái lại quay ké luôn hả? Chào em. Có không? Có quay TikTok không? Có quay TikTok không? Cho tôi quay ké chứ nè. Rồi chào mấy người đẹp, cứ quay TikTok tự nhiên đi. À, mấy em gái mình đến từ đâu đây? Không, không có xưng bằng con được. Mở khẩu trang còn trẻ lắm. Rồi nghe nói tụi em cái muốn rụng tim rồi. Đến từ An Phú. An Phú là khu vực gần biên giới đó quý vị. Ôi ôi. Mấy em gái mình đang nghe nói là đang quay TikTok nên ghé lại đây quay, mấy em gái đang quay TikTok luôn. Hồi nãy thì mình thấy một hai em gái áo đỏ, xong rồi tới một top áo đen, mấy em gái thì gọi là nguyên một top áo trắng luôn ha. Có những cái sự đồng điệu quá ha. Rồi hai đứa không đi chụp hình đi, ngồi đây chơi ha. Chào hai em. Đi chơi có hai đứa vậy đó hả? Trời ơi, không ngủ người nhà đi chơi cho vui đi, có hai đứa vậy hả? Mình thấy rất là nhiều, hôm nay rất là nhiều mấy cô gái mình sửa soạn đẹp để đi chơi. Đúng là một cái ngày lễ hội tập trung những người đẹp. Những bông hoa đẹp xuất hiện ở trong sân lễ. Rồi vô tình tôi quay dính khoảnh khắc luôn rồi nè. Vô tình. Ngại hả? Có em. Có luôn. Không có như vậy là kiểu này là trốn gia đình đi chơi nè, mới sợ lên đài nè. Có những cái điều thật sự là vui và thú vị hả bà con. Quay em gái, cái em gái hỏi có lên đài không, lý do mình nghĩ là chắc là trốn nhà đi chơi với bạn trai hay gì đây, sợ gia đình bắt gặp. Nhưng biết đâu nhờ vậy nên duyên luôn thì sao. Chúc hai bạn được may mắn. Vô tình tôi quay lại khoảnh khắc đẹp quá luôn. Quay. Tôi không muốn quay rồi, cứ làm đưa máy lên phải quay mới được nè. Rồi chào mấy đứa. Đến từ đâu đây? Không vắng mới được. Tỉnh biên. Đây mà hả? Hồng Nhung, cho Facebook là Hồng Nhung luôn, mà cho Facebook là Hồng Nhung nhưng mà kêu bằng chú là thấy hơi buồn rồi đó. Rồi cảm ơn em, nhớ là Hồng Nhung. Giờ này mình thấy có cái khinh khí cầu nhỏ, người ta cho nổ máy để cho bung khinh khí cầu lên này. Hy vọng là mình sẽ xem được một cái khoảnh khắc khinh khí cầu lớn bay đi mọi người. Mấy em gái xinh đẹp đang quay, mấy em gái xinh đẹp đang check in đó.
khoảnh khắc cho cái khinh khí cầu nhỏ nó bung lên, nó phì lên. Hy vọng là nó sẽ được thành công. Hồi nãy là nó bị xẹp hết lần rồi. Ta kìa. Sao chụp đây mà nổi quá. Sao nó xì xuống. Thật là tội quá hả? Thấy rồi, hơn tiếng đồng hồ rồi. Tiếng đồng hồ chưa xong nữa. Thì người ta nhiều lắm sao không dính được. Hồi nãy giờ vậy mà chưa có bung cái kinh cái cầu lên nữa. Bung lá cờ ra để chụp hình. Mọi người thấy máy bay nó cất cánh lên ha. Diều bay có động cơ. Giờ này trời âm u, gió cũng mạnh rồi đó mọi người. Thấy bay cũng rất là khó khăn ha, gió liệt khó khăn. Nhưng mà đơn giản, trời âm u, mây đen chuyển tới rồi. Đây, mọi người thấy người ta đang, bà con mình đang tập trung chụp bằng máy điện thoại, chụp ảnh bằng điện thoại. Đấy. Nãy giờ bị quay lén hay chưa? Lo chăm chú tự sướng mà bị quay lén mà không hay luôn. Vậy là chuyến này về mở YouTube lên là thấy bốn đứa ngồi nha. Nè, cái đội là kêu bằng chú xưng con này mới đưa lên YouTube nè. Mắc cỡ quá, bịt khẩu trang luôn hả? Tự nhiên đi ngay lại người ta nói ủa là sao. Tự nhiên ta đang đứng đây đi ngay lại cái đầu nói ủa. Kêu chú ơi tha con hoài luôn, tiêu rồi.
Đây, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cái con diều bay cho bà con coi. Không quay được tinh khí cầu thì bây giờ quay diều lượng có động cơ. Đây. Đây. Hình như là ở cái chân của nó cũng có cái đồ đạp ga nữa bà con. Nè. Cái chân có đồ đạp ga ha. Cái khung của nó là hình như là bằng nhôm. Bằng nhôm. Toàn bộ khung bằng nhôm hết. Đừng băng. Hồi nãy anh chạy đi lên tới đó. Cái cánh diều thì lắc lư như thế này là mình có thể dùng cái này mình bẻ lái, mình lắc qua lắc lại mình bẻ lái ha. Mình muốn bay lên thì mình gạt tới, còn mình muốn bay hạ cánh xuống thì mình gịch ngược lại sau, muốn lái qua lái lại thì nghiêng bên trái và nghiêng bên phải. Quay để nghiên cứu về chế một cái coi được không? Quay nghiên cứu về chế một cái bay thử coi được không? Đây là động cơ của nó đây. Để mình xem cái động cơ. Động cơ này động cơ hai thì phải không anh? Hai thì. Đúng rồi, đây là cánh quạt. Ồ, cái cánh quạt nó dày quá ha, dày mo luôn nè. Ồ. Carbon. Động cơ hai thì, động cơ này rất là bền ha. Cái phần tiếp đất nó có cái giảm sốc cái phục á bà con. Cái sải cánh của nó tuy là một cái cánh diều bay là một người lái thôi, nhưng mà sải cánh của nó rất là dài. Để mình ước lượng thử có thể là sải cánh nó khoảng chừng 8 mét. Từ điểm này. Từ điểm này qua điểm này chắc có thể là 8 mét. Mọi người ơi, cái video clip của Gió Phương Nam lại là một cái video clip thất bại nữa rồi. Định quay cái khung cảnh mà khinh khí cầu bay lên trên không cho mọi người xem lần đầu tiên cất cánh ở đất An Giang, nhưng mà lại thất bại do thời tiết không cho phép, gió to quá, không biết tới khi nào mà để bay được cho mọi người xem nữa. Thôi, chắc có lẽ là video clip của Gió Phương Nam đến đây xin được kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip lần sau. Mọi người đừng quên nhấn nút like và đăng ký để là người đầu tiên xem những video clip kế tiếp. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.